Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm phổ cập giáo dục và hướng dẫn cách nhập các dữ liệu. Thì trước tiên các bạn hãy vào địa chỉ truy nhập, đó là phổ cập giáo dục chấm MOET chấm GOV chấm VN. Các bạn đánh cái địa chỉ này vào cái trình duyệt web, và thường thường sử dụng cái trình duyệt Firefox là phù hợp nhất, còn không chúng ta sẽ sử dụng cái cốc cốc và Google Chrome cũng được, không sao cả. Tôi đã sử dụng và cũng không thấy vấn đề gì. Sau đó bạn sẽ đánh mật khẩu vào và đánh cái mã bảo vệ vào để chúng ta sẽ vào trình phần mềm để sử dụng. Thế sau đây tôi sẽ copy địa chỉ này và ta đánh vào cái trang cái thanh địa chỉ. Thì nó ra cái địa chỉ, đây là phổ cập giáo dục .moet.gov.vn. Thì trong này nó có phần hướng dẫn, thì các bạn hãy đọc kỹ phần hướng dẫn. Sau khi đọc xong, bạn tích chuột vào bất kỳ cái màn hình nào ở trong cái phần trình duyệt này để vào phần đăng nhập. Đây là phần đăng nhập của phần mềm phổ cập giáo dục chấm mù chữ. Thì tên truy nhập thì các bạn sẽ đánh là TN ship trừ. Các bạn ở xã nào thì các bạn sẽ đánh vào xã đó. Ví dụ tôi ở Dị Nậu thì tôi đánh chữ Dị Nậu ở đây. Các bạn viết liền không dấu. Và đánh mật khẩu vào. Và chúng ta bắt buộc chúng ta phải nhập cái mã mật khẩu, à, cái mã bảo vệ để chúng ta nhập cái mã bảo vệ vào. Sau đó chúng ta đăng nhập. Nếu chúng ta giữ chế độ đăng nhập thì chúng ta sẽ tích vào đây. Còn không thì chúng ta sử dụng mà chung máy thì chúng ta không nên tích vào đó. Thì tôi dùng máy của tôi tích vào đây để tôi lưu giữ cái phần chế độ đăng nhập. Sau các bạn tích vào đăng nhập. Các bạn đợi một chút. Đang gửi yêu cầu xử lý. Đây, trong này hôm nay là có rất nhiều người vào để nhập một cái phần mềm này, cho nên là sẽ hơi chậm một chút, nên các bạn thông cảm. Thì đây là cái giao diện chính của cái phần mềm phổ cập giáo dục. Thì có những cái phần như sau. Thứ nhất là phần danh mục. Thì trong phần danh mục này là họ đã tạo sẵn cho mình rồi. Phòng giáo dục đã tạo sẵn cho mình. Thì trong phần nhóm người dùng thì chúng ta sẽ tạo ra nhóm người dùng. Các bạn muốn tạo tên nhóm thì các bạn sẽ tích vào phần thêm mới nhóm người dùng. Thì đây tôi đã tạo phần nhóm người dùng rồi thì chúng ta không tạo nữa. Còn không chúng ta sẽ tích vào đây và chúng ta làm theo hướng dẫn. Sang mục thứ hai là mục người dùng. Thì mục người dùng thì chúng ta cũng như vậy thôi. Sau khi dùng người ta sẽ tìm hiểu. Và trước khi vào sử dụng thì ta lập cái danh sách thôn xóm. Danh sách thôn xóm. Thì trong mục danh sách thôn xóm này tôi đã tạo ra các danh sách các thôn xóm, vì đây là những khu. Và xã Dị Nậu có 8 khu, tôi đã tạo ra thành 8 khu rồi.
và muốn tạo thì ta tích vào thêm thôn xóm và ta nhập một cái mã thôn xóm, cái dãy 25151121717731 là cái mã của chương trình có sẵn. Tôi chỉ đánh thêm vào cái phần mã thôn xóm là GN là dị nậu xếp trừ khu 1 và cái phần tên thôn xóm đánh khu 1, sau đó ta tích vào cập nhật nó sẽ ra khu 1, và nếu các bạn muốn sửa thì các bạn tích vào cái phần bút chì này để sửa, muốn xóa thì ta tích vào cái phần phía bên này để ta xóa đi. Đó chính là cái phần danh sách thôn xóm. Sang cái phần danh sách cho dân tộc thì danh sách dân tộc thì trong đó có đủ các dân tộc thì chúng ta sẽ tích vào đó để tìm hiểu. Danh sách trường cũng vậy, nó có đủ các trường để ta sẽ xem. Đây một tôn giáo. Cái mục quan trọng nhất đó là cái mục phiếu điều tra. Thì mai tí nữa sẽ hướng dẫn các bạn là cái phần phiếu điều tra kỹ hơn. Sau đó cái phần kiểm tra, tìm kiếm, thống kê. Thì thống kê thì các bậc học chúng ta sẽ thống kê, ví dụ mầm non ta muốn thống kê để ta nộp ra phòng giáo dục để ta nộp thì chúng ta sẽ lựa chọn vào các mục M1, M2 các mẫu đấy để ta báo cáo. Tiểu học cũng vậy. Đến trung học cơ sở, ví dụ tôi lấy cái phần thống kê phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đấy mẫu M1. Do quá tải nhiều người vào cho nên là cái phần cập nhật chạy nó hơi chậm. Vâng, như vậy là đã ra, đợi thời gian này đã xuất hiện. Thì trong này tôi đã có nhập một số khu đấy, thì hiện lên tỷ lệ trên này đấy. Thì các bạn bây giờ muốn xuất cái Excel cái bảng này đi nộp cho phòng thì chúng ta sẽ chọn thứ nhất là năm học, tỉnh, huyện, xã, phường và thôn xóm, rồi chọn là khu 3. Chọn khu 3. Sau đó chúng ta sẽ tích vào cái mục xuất ra file Word, file Word này hay file Excel này hay file PDF hay dạng biểu đồ, thì chúng ta tích ra phần Excel. Thì như vậy là phần mềm sẽ xuất cho chúng ta một cái file Excel và chúng ta đã có một cái bản báo cáo và chúng ta sẽ nộp một cái bản báo cáo này ra ngoài phòng. Đó, thì là đó là cái phần báo cáo. Và cứ như vậy chúng ta sẽ có thể xuất ra những cái file để ta nộp các phiếu điều tra. Để phần tiện ích, phần trợ giúp thì phần trợ giúp này có phần tài liệu hướng dẫn này, video hướng dẫn câu hỏi thường gặp, hướng dẫn mầm non, tải về cái TeamView. TeamViewer này là chúng ta có thể để online để sửa chữa hoặc tải file mẫu. Thế bây giờ nó quay lại phần phiếu điều tra. Thì trong phần phiếu điều tra này thì nó có hai cách để nhập.
Cách thứ nhất là chúng ta nhập trực tiếp lên phần mềm, và cách thứ hai là chúng ta sẽ xuất ra Excel để ta nhập Excel, xong đó ta sẽ import trở lại phần mềm cập nhật lên. Đấy, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai cách. Điều đầu tiên là chúng ta sẽ tải cái file mẫu. Đấy, tải file mẫu file Excel này về, và để chúng ta phát cho những người mà quản lý từng khu khi chúng ta phân công là file mẫu của từng khu. Đấy, ví dụ ta chọn đây là khu 1 thì chưa có dữ liệu đúng không ạ? Ví dụ khu 3 thì đây đã có dữ liệu bây rồi, thì chúng ta sẽ tải cái file mẫu này về, tải cái file mẫu về thì chúng ta tải tích vào đây để tải file mẫu của khu 1. Sau đó ta sẽ nhập các dữ liệu, các số phiếu điều tra ta nhập vào, nhập theo đúng thứ tự. Sau khi nhập xong thì chúng ta sẽ nhập lên từ Excel, thì sẽ là tích vào cái phần nhập từ Excel đó, ta tích vào đây. Sau khi tích vào đó thì ta sẽ được cái đi phần là chỉ dẫn tới cái thư mục, tới cái file mà chúng ta cần up lên, thì ta chọn đây là ví dụ khu 1, up khu 1 lên. Chúng ta tích vào chọn file, ta kéo đến cái phần mà file các khu, ví dụ khu 1 ta open, và trong các câu hỏi là chắc chắn bạn có nhập phiếu điều tra cho khu 1 không thì bấm OK. Thì đây tôi chưa nhập nên tôi sẽ không cập nhật cái khu 1 này, nên tôi bấm hủy. Đó, đấy là cái phần nhập bằng file Excel. Thế phần nhập trực tiếp trong cái phiếu điều tra vào lên cái phần mềm này thì chúng ta sẽ lại tích vào phiếu điều tra. Được chưa? Thì như vậy người ta đã có đăng ký điều tra, người ta chọn khu, tôi đang nhập khu 3, được chọn khu 3. Mà tôi đã nhập được hai hộ, đó là cái hộ 01 và 03. Sau đây tôi nhập tiếp cái hộ là 09 thì chúng ta sẽ tích vào cái phần thêm phiếu điều tra. Đánh số phiếu đây là 009, chủ hộ nó là Tạ Trần Sâm, Tạ Trần Sâm, tỉnh thành Phú Thọ, quận huyện Tam Nông, phường Đình Đậu, khu 3, địa chỉ là ở khu nào, thì chúng ta đánh vào là khu 3
Bị lậu. Tình trạng cư trú là cư trú ở khu 3 sẽ bị lậu, điện thoại cư trú. Ngày điều tra thì người ta sẽ ghi ngày điều tra mới nhất, đó là ngày mùng 10 tháng 9 2014. Sau đó ta sẽ bấm lưu. Như vậy đây là cái phiếu chủ hộ là anh Tạ Trần Cảnh, à, xin lỗi, Tạ Trần Trâm. Và các bạn tích vào mục đồng ý. Hiện tại bây giờ tất cả các trường trong toàn huyện là đang nhập cái dữ liệu này, cho nên là mạng đang quá tải. Thế như vậy là ta đã nhập được tên chủ hộ và bây giờ đang nhập đến đối tượng phổ cập giáo dục. Thì đối với cái số phiếu là 009, chủ hộ là Tạ Trần Trâm thì sẽ có đối tượng đó là Tạ Thị Thùy Trung. Thì đánh tên vào đây, Tạ Thị Thùy Trung, ngày sinh 11/1/1992, giới tính là nữ, để chọn nữ. Về khuyết tật thì chúng ta sẽ, nếu anh em nó khiếm thính khiếm thị ta tích vào đây, còn không thì chúng ta sẽ thôi. Quan hệ chủ hộ là con. Chi tiết hoàn cảnh như nào là hộ nghèo hay thế nào chúng ta cũng phải đánh vào. Họ tên bố mẹ đó chính là Tạ Trần Trâm. Diện ưu tiên gì, điện thoại bố mẹ ghi chú cho đánh vào. Sau đó là sang đây học lớp, hiện tại đang học lớp nào thì chúng ta phải đánh vào đây. Ví dụ đây là học lớp 8. Mạng hơi chậm, chúng ta đợi một chút. Trong phần lớp học này chúng ta, các em học lớp nào chúng ta ghi ở lớp đó. Ví dụ lớp 8 hay lớp 11 hay lớp 12 chúng ta ghi vào. Thì nó hiện ra là khối học tỉnh Phú Thọ, huyện Nam Đông là khối học. Và bây giờ chúng ta việc là chọn trường. Các em học ở trường gì nào hay là chuyển đi trường khác hoặc Nguyễn Quang Bích thì chúng ta cũng phải chọn ở đây là trường Nguyễn Quang Bích. Ta phải chờ một chút để mình quy trình mạng xử lý. Chúng ta chọn trường gì nào. Tôi xin lỗi, đối tượng này là sinh năm 96 và đây là sự ưu tiên là con bệnh binh. Sau khi lưu xong ta sẽ
tích vào mục lưu lại. Và chúng ta tích vào đồng ý hay là không đồng ý. Tích mục đồng ý. Như vậy chúng ta đã lưu xong. Nếu trong cái hộ của anh Tạ Trần Trâm này mà vẫn còn một đối tượng nữa học lớp 7 hoặc lớp 9 chẳng hạn, học lớp 7, thì chúng ta sẽ tiếp tục ta đánh vào đây là họ tên, ngày sinh và các thông tin lớp học đó. Sau đó ta sẽ lưu lại. Còn nếu mà đối tượng chỉ có một thì chúng ta sẽ đã là xong và chúng ta thoát ra, tích vào nút thoát này. Mạng xử lý hơi lâu, bạn đợi chút. Thế như vậy đã xong. Chúng ta trở lại cái phần phiếu điều tra. Thì trong phiếu điều tra này chúng ta vừa mới nhập cái họ chủ hộ là Tạ Trần Trâm. Thế bây giờ đã kiểm tra xem là cái chủ hộ Tạ Trần Trâm đã có đi chưa. Thế như vậy đã có Tạ Trần Trâm và ta tích vào Tạ Trần Trâm thì đối tượng điều tra sẽ hiện ra. Đây là đối tượng là Tạ Thị Thủy Chung chúng ta vừa nhập vừa nãy. Thế bây giờ nếu thông tin mà chưa chính xác thì chúng ta sẽ tích vào chọn đối tượng là chủ hộ, chúng ta vào mục sửa chữa để ta sửa chữa thêm bớt cái dữ liệu. Hoặc nếu ta muốn sửa chữa cái đối tượng điều tra thì ta tích vào cái đối tượng điều tra này và chọn vào sửa chữa để ta sẽ sửa chữa. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần là nhập trực tiếp trên cái phần mềm của phiếu điều tra.
Mọi thắc mắc thì các bạn sẽ liên hệ trực tiếp mà hỏi lại với tôi với cái số điện thoại liên hệ đó là 0988 254 233. Các bạn có thể liên hệ với tôi để hỏi. Xin trân trọng cảm ơn các bạn, chúc bạn thành công, có thể nhập cái phần phổ cập giáo dục hoàn thành sớm trước ngày mùng 4 để đúng hạn nộp vào phòng giáo dục. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.